Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay nhé. Để làm nên thành công của bộ phim, ngoài cốt truyện hấp dẫn thì các diễn viên cũng phải lao tâm khổ tứ để nhập vai một cách chân thật nhất. Nhiều diễn viên đã rất khổ sở vì phải kìm nén nỗi sợ của bản thân, phá bỏ hình tượng và thậm chí mất con vì vai diễn. Đầu tiên, Ngô Cẩn Ngôn bị bọ cạp bò khắp người. Ngô Cẩn Ngôn nhận được sự chú ý của khán giả sau thành công của vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược. Ngoài ra, nữ diễn viên còn để lại ấn tượng khi đảm nhận vai nữ chính trong Hạo Lan Truyện. Trong bộ phim Hạo Lan Truyện, có một cảnh quay Hạo Lan bị bọ cạp bò khắp người. Để hoàn thành cảnh quay này, Ngô Cẩn Ngôn đã phải vượt qua nỗi sợ hãi cùng ám ảnh của mình khi chứng kiến bò cạp lúc nhúc trên vai. Theo tiết lộ của đoàn làm phim, đạo diễn đã đề nghị tìm người đóng thế, vậy nhưng Ngô Cẩn Ngôn không đồng ý, cô muốn tự mình thực hiện phân cảnh này. Thái độ chuyên nghiệp của ngôi sao Hoa ngữ Diên Hi Công Lược đã khiến nhiều người khâm phục. Thứ hai, Triệu Lệ Dĩnh liên tục ngã ngựa, để lại sẹo cả đời. Trong lúc quay cảnh cưỡi ngựa ở cung tòa Trầm Hương, vì bảo hộ không được tốt nên Triệu Lệ Dĩnh đã bị hất từ trên cao xuống. Cú ngã này đã khiến xương sống của bà xã Phùng Thiệu Phong bị lệch, phần xương bị thương, sau đó vôi hóa và gồ lên rất lớn. Đến Sở Kiều truyện, một lần nữa Triệu Lệ Dĩnh bị ngã ngựa khiến khung xương bị lệch càng thêm nặng. Nàng Tiểu Hoa từng chia sẻ rằng vì khối u bị lệch nên cô bị tắc nghẽn động mạch máu ở phía sau đầu, suy tim, gan và một vài phần xương khác cũng bị thương. Để che đi vết thương năm xưa, người đẹp luôn chọn những trang phục che phần lưng hoặc sử dụng hình xăm. Và nếu ngồi sai tư thế hoặc đứng ngồi quá lâu đều sẽ khiến nữ diễn viên bị đau. Thứ ba, Tiêu Chiến ăn cá sống trong Chân Tình Lệnh. Khi xem Chân Tình Lệnh, không ít người đã ấn tượng với cảnh quay ba huynh đệ nhà Liên Hoa Ô quây quần ăn cá. Biểu cảm của Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến và Giang Trừng, Uông Trác Thành khiến người xem cảm thấy thèm thuồng. Thế nhưng trên thực tế, cá nướng mà các diễn viên sử dụng lại là cá sống. Chia sẻ trong clip hậu trường, cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều tỏ ra sợ hãi khi nhắc tới cảnh tượng này. Thứ tư, Trương Nghệ Hưng sợ cá từ nhỏ nhưng phải ăn cá sống. Trước Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, nghệ sĩ Trương Nghệ Hưng cũng từng cảm thấy khiếp sợ khi đóng cảnh ăn cá sống. Trong bộ phim điện ảnh The Island, để đảm bảo chân thật của cảnh quay, đạo diễn đã yêu cầu nam diễn viên phải ăn cá chưa qua xử lý. Điều này với Trương Nghệ Hưng là nỗi ám ảnh vì anh mắc chứng sợ cá từ nhỏ. Trước cảnh quay này, nam diễn viên tỏ ra vô cùng áp lực. Thậm chí anh đã thương lượng với Hoàng Bột để không phải ăn cá sống, nhưng bạn diễn lại thẳng thắn từ chối. Tuy vậy, khi lên hình, ngôi sao đã vượt qua nỗi sợ của bản thân và thực hiện rất tốt phân cảnh này. Thứ năm, Dĩnh Nhi bị mất con khi đóng Thu Thiền. Bộ phim Thu Thiền do Nhậm Gia Luân và Lý Mạn đóng từng nhận được sự quan tâm của khán giả. Thực tế, vai nữ chính ban đầu được giao cho Dĩnh Nhi. Thế nhưng khi quay được 2/3 chặng đường thì Dĩnh Nhi thông báo rút lui khiến nhiều người bất ngờ. Sau này Dĩnh Nhi mới hé lộ khi quay Thu Thiền, cô đang ở trong những ngày đầu của thai kỳ. Vì liều mạng quay cảnh mạo hiểm, treo mình trên dây cáp quá lâu đã khiến cô bị động thai. Hậu quả là nữ diễn viên mất đi một trong hai người con sinh đôi. Sự việc này khiến cả sức khỏe và tinh thần của nữ diễn viên bị tổn thương, cô đành nhường vai cho người khác. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Dĩnh Nhi đều cảm thấy áy náy và cảm thấy có lỗi với đứa trẻ. Thứ sáu, Vu Mông Lung bị gãy xương vì ngã từ độ cao 10 mét. Khi quay Hiền Viên Kiếm Hán Chi Vân, Vu Mông Lung phải quay cảnh phi thân từ độ cao 10 mét xuống. Tuy nhiên vì sơ suất của nhân viên đoàn phim mà nam diễn viên đã hạ cánh không an toàn. Cú rơi từ trên cao xuống khá mạnh khiến mỹ nam cổ trang bị thương nặng và gãy xương rất nhiều chỗ. Sau sự cố này, Vu Mông Lung đã phải nghỉ ngơi để điều trị trong một khoảng thời gian dài. Thứ bảy, Lưu Thi Thi. Trong quá trình quay Túi Linh Lung, Lưu Thi Thi cũng gặp phải sự cố và may mắn thoát nạn trong tích tắc. Khi thực hiện một cảnh quay cần sử dụng dây cáp, nữ diễn viên đã không may bị trượt chân. Tình huống bất ngờ khiến cô không đứng vững và bị dây cáp quấn quanh phần cổ kéo lên một đoạn dài. May mắn nhân viên trường quay đã kịp thời xử lý sự cố, nếu không chắc chắn Lưu Thi Thi đã phải nhập viện. Nhìn lại những hình ảnh hậu trường của cảnh quay này, ai nấy cũng đều phải giật mình vì quá nguy hiểm. Chúng mình là Hóng Cbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đồ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!